Chào, thấy anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp Công Trình. Hôm nay quay cho anh em cái món này đây. Món này là cái lắp của con TX140. TX140 nha anh em. Đồ rất đẹp. Mã số đây. Từng lắp một nha anh em. Không nhiều lắm. Số chỉ nằm ở trên cái quả bưởi thôi. Số nằm trên quả bưởi. Đây là họ chấm điện nha. Này rất là đẹp luôn. Này. Nắp trước này. Con này là ring, ring led khá là mắc. Đây là rất ring luôn anh. Rất ring luôn. Rất ring luôn. Cái bộ nồi nó thì mình giao rồi, chỉ còn lắp thôi. Này vô cái phi. Mấy anh em hỏi là đồ là ring nha. Rất là ring anh em. Rất là riêng. Hy vọng đường kết nối cho mấy anh em. Kết nối với các anh em. Lâu rồi mình mới có các cái đồ này. Cho nên nó là hàng này rất là hiếm anh em, rất là hiếm. Còn đồ mới thì đầy vậy mà. Đồ mới thì đầy. Chứ là hàng nguyên địa để xài thôi. Nghĩa địa để những anh em mà mê đồ nghĩa địa, mê đồ Đức, mê đồ của Đức thì xài thôi. Tại vì muốn mua cái này không phải dễ nè, muốn mua cái này không phải dễ. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúc anh em có một ngày vui vẻ, mua may bán đắt anh em. Anh em like cho một like nha. Anh em cần phụ tùng thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Đạp Công Trình. Số điện thoại là 0907 255 116. Anh em đăng ký kênh và bấm cái chuông. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh nha. Cảm ơn rất là nhiều. Anh em cứ liên hệ nha, giá rất là tốt cho anh em. Giá cửa hàng. Giá cửa hàng. Đồ mới bây giờ nó rất là mềm, mềm lắm. Cho nên xanh được rồi, cái địa là rất là quý anh em. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Thank you, thank you.